Miss International Queen Việt Nam 2023. Hơn một nửa hành trình gây cấn đã đi qua. Sự tiến bộ vượt trội về kỹ năng của các thí sinh. Khi bước vào những cái TVC hoặc là những cái viral clip, cái điều quan trọng nhất chúng ta phải đọc được kịch bản. Ba cái biểu cảm: vui này, giận dữ này, dễ thương này. Đó, chạy thực sự luôn. Mình ở ngoài mình chạy 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 thật mạnh để cho người mình nó mệt thở hổn hển. Bình tĩnh là bình tĩnh sao? Mẹ, con trai đẻ Trung à, mẹ đẻ con ra là tên Trung. Mẹ, mày bỏ tôi ra. Khỏe không chị? Tôi đợi chị với ngoại đó, sao chị không ra? Tôi tên là Diễm Lệ đó, biết tại sao không? Là dễ liệm đó. MIQ, we love you. Khô gà phùng trương chân đài, ăn là mê hoài. Khô gà chân đài. Khi mà mình quay những cái TVC này nè, cái quan trọng nhất đó là cái năng lượng các bạn toát ra chứ không phải là cái mặt các bạn đẹp. Và thông báo với bộ huấn luyện viên, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một lượt chơi mới. Cùng những sự kết hợp đầy thú vị qua các phần thi với áp lực lớn về thời gian. Thì sợ nó không đủ 45 giây. Cậu Thảo, em bước vô quá chậm và em đọc slogan rất chậm luôn, em phải nhanh lên. Mình cũng phải nóng ruột. Một anh cản cả việc không? Em sợ hay chị lại nghe em bây giờ đúng không? Coi tiền về thời gian á. Kịp. Mọi người phải tin huấn luyện viên. Không có vội như vậy thì mọi người nghĩ là sẽ có một hoặc là hai ruột có thể sử dụng được hay là không? Dung nhan, tố nữ là chị đánh. Chạy luôn đi, chạy luôn đi, không hết giờ đó chị ơi. Chỉ có đúng một lựa chọn thì thật sự là cũng rất là căng, châu lo. Không biết qua nỗi tâm này không nữa. Em đứng ở đó là em thấy Quân, em đứng ngay đúng điểm này cho chị. Cái mặt I'm đơ quá à. Khó lắm á, không nuốt là không ấy được đâu. Chấp nhận lỗi đi chứ. Đi lại. Có một safety shot trước đi. Xem clip xong ấn tượng luôn. Ngày hôm nay bọn em đã vượt qua cái thử thách này rất là khó, cân tài cân sức trong cái trận này. Đó là cái sự khéo léo và cái sự quyết đoán của các bạn trên set. Sản phẩm nào là sản phẩm chiến thắng, các bạn sẽ được biết tại phòng chờ của team mình. Và sự khắc nghiệt trong vòng loại sẽ là nỗi ám ảnh cho bất cứ thí sinh nào. Đây không còn là một trò chơi nữa rồi, đây là một cuộc chiến rất là khốc liệt. Bài học đó nó sẽ lấy đi cái tương lai của một con người, một thí sinh. Cái chuyện ra về đó nó không làm các bạn mất đi giấc mơ. Chuẩn bị kết thúc rồi.